Bộ phim được dựa trên những câu chuyện trong dân gian, không phải chính sử. Năm 1712 sau Công Nguyên, tức mùa xuân năm Khang Hy thứ 51, thế lực của Dương triều Đại Thanh bước vào thời kỳ cường thịnh nhất. Lúc này, giữa các hoàng tử lại đấu đá lẫn nhau, bốn bề sát khí, nguy hiểm đời đời. Thái tử Dận Dưng cảm thấy nguy cơ bủa vây. Thái tử điện hạ, tình hình thế nào? Mật thám tới báo tin hoàng thượng có ý phế thái tử, hiện tại đang lưu ý Ung Dương gia, Lão Bác và Thập Tứ gia. Hoàng thượng đủ rồi. Hoàng A Mã, ta là con trai trưởng của người mà, là thái tử do người lập mà. Thái tử điện hạ bớt giận, nô tài cho rằng hoàng thượng chỉ nói vậy thôi. Hoàng thượng nhất định sẽ niệm phụ tử tình thâm. Nếu ông ta còn niệm phụ tử tình thâm, ông ta sẽ không nghĩ đến chuyện phế vị. Tiếp tục dò thám cho ta, có tin tức gì lập tức báo cáo. Nô tài đã hiểu. Chúc mừng Trắc Phúc Tấn, người đã mang thai một a ca. Thật sao? Đúng vậy. Chúng nô tỳ chúc mừng Trắc Phúc Tấn. Miễn lễ, đứng dậy hết đi. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Bác Kim mà, mới sáng sớm ra có chuyện gì? Ung Dương gia hôm qua vào cung, trước khi diện kiến hoàng thượng có gặp mặt Cao Công Công, còn thầm thì nói chuyện riêng nữa. Có vẻ như lão tứ giả tâm không nhỏ. Mật thám được phái đi, còn có điều gì muốn báo lên không? Cao Công Công nói với Ung Dương gia, hoàng thượng chọn thái tử không chỉ xem xét hoàng tử, mà còn phải xem hoàng tôn đời sau. Phải xem hoàng tôn đời sau. Phúc Tấn của lão tứ đang có thai. Xem ra Cao Công Công muốn nhắc nhở lão tứ, muốn để ấy sinh được một đứa con trai có thể lọt vào tầm mắt của Hoàng A Mã. Ung Dương gia còn ban thưởng cho Cao Công Công. Hoàng A Mã gặp lão tứ còn nói gì nữa không? Hoàng thượng nghe nói Phúc Tấn của Ung Dương gia có thai thì rất vui mừng, đặc biệt hạ lệnh cho thái y Trịnh Chi Đình đến phủ Ung Dương bắt mạch cho Ung Dương Phúc Tấn. Trịnh Chi Đình, thánh thủ phụ khoa của thái y viện. Đúng vậy. Xem ra Hoàng A Mã rất quan tâm tới đứa con này của lão tứ. Lão gia đã về. Hơn Nhi, lão gia từ phủ Ung Dương trở về, mau thu dọn đồ đạc cho lão gia đi. Dạ phu nhân. Lão gia, Phúc Tấn của phủ Ung Dương mang thai trai hay gái vậy? Phúc Tấn của Ung Dương mang thai a ca, ta đã chẩn đoán rồi, còn được ban thưởng rất là nhiều. Lão gia, có đông cung thị vệ bác Kim tới. Bác Kim ra mắt Trịnh thái y. Là bác Kim đại nhân, nhưng mà thái tử sức khỏe không tốt à? Đa tạ Trịnh thái y quan tâm, sức khỏe thái tử rất tốt. Vậy ngài đến nhà tôi là gì? Ngày mai thái tử mời Trịnh thái y đến đông cung thưởng trà. Lời mời thịnh tình của thái tử, hạ quan từ chối thì bất kính. Ngày mai nhất định sẽ đến đông cung bái kiến thái tử. Thank you.
Trung giới dương, bình định thiên hạ, báo giải đầu rơi. Tuyệt không phản bội. Trung giới dương, bình định thiên hạ, báo giải đầu rơi. Tuyệt không phản bội. Lão Trịnh à, trà của ta thế nào? Thanh tân mạn diệu, hồi vị vô cùng. Đúng là trà ngon. Hoàng A Mã không cho hoàng tử phô trương xa hoa. Xưa nay ta chưa từng dám uống trà gì ngon, toàn là hàng bình dân thôi. Cho dù là hàng bình dân, nhưng mà vào Đông Cung chắc chắn giá trị gấp bội phần. Lão Trịnh, ông biết cách nói chuyện đó. Nếu như ta không nhớ lầm, ông làm việc ở Thái Y Viện có lẽ cũng mười mấy năm rồi. Hồi bẩm thái tử, đã 15 năm rồi. 15 năm mới đổi một chiếc mũ quan ngũ phẩm. Bổn cung thấy ông có thể chấp chưởng Thái Y Viện thăng tiến mũ quan nhị phẩm. Thái tử điện hạ quá khen, Trịnh Chi Đình cảm kích vạn phần. Bổn cung xưa nay chưa từng nói lời thừa. Để đến khi bổn cung đăng cơ, lời hứa này có thể thành hiện thực rồi. Nhưng mà bây giờ bổn cung muốn ông giúp một chút việc. Mời điện hạ dặn dò. Trịnh Chi Đình dù có nhảy vào dầu sôi cũng quyết không từ nan. Đứng dậy đi. Tạ điện hạ. Ngồi đi. Nghe nói ông đi tới phủ Ung Dương. Dạ phải, hôm qua thằng có đến đó. Phúc tấm của Ung Dương mang thai rồi. Là con trai hay con gái? Là một A Ca. Ông không đoán sai đó chứ? Hồi Thái tử điện hạ, Thái Y Viện đặt một biệt danh cho hạ quan, phụ khoa thánh thủ, xem mạch tượng đoán trai gái, xưa nay chưa từng sai lần nào. Đến ngày phúc tấn của lão tứ sinh con, ông cũng đến chứ? Dạ. Ta muốn phúc tấn của lão tứ sinh hạ ra một đứa trẻ đã chết. Lúc nãy còn nói nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, quyết không từ nan. Bây giờ sao hả Trịnh Chi Đình? Bổn cung đợi ông trả lời. Hạ quan không dám nhận lệnh. Không dám nhận lệnh thì bỏ đi. Nhưng mà dù gì ông cũng đã biết tâm tư của bổn cung, vậy đành phải giết chết ông thôi. Còn có cả nhà của ông nữa. Hạ quan nhận lời. Nhận lời. Hạ quan sẽ làm vậy mà. Lão gia, ông làm sao vậy? Từ Đông Cung về đây, ông như người mất hồn lạc phách, cứ ngồi dậy suốt buổi chiều. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái tử, sao người có thể bắt ta đi làm loại chuyện thất đức như vậy chứ? Nếu như ta làm vậy, Ung Thân Dương sẽ không tha cho ta, hoàng thượng cũng không tha cho ta. Nhưng nếu ta không làm, thái tử càng không tha cho ta. Ê, trâu bò đánh nhau rùi mũi chết, ta chỉ có thể lấy cái chết để tỏ lòng kính. Hoàng thượng, hoàng thượng, thần còn con thơ con dại, phụ mẫu cao đường. Trịnh Thái Y, mời lên kiệu. Phúc tấn nhà ngươi hiện tại thế nào rồi? Phúc tấn đã đau bụng hai lần, bà đỡ cũng đã đến nhà rồi. Dương gia và tôi không yên tâm, hạ lệnh cho tiểu nhân tới đây mời Trịnh Thái Y tới tòa trấn. Đi thôi.
Lão gia, lão gia, nói đi. Lúc nãy bên ngoài cổng có báo nói là Trịnh Thái Y lại đến phủ Ung Dương. Nè Trần Canh, ngươi nói với lão phu chuyện này làm gì hả? Lão gia, có thể mời Trịnh Thái Y đến bắt mạch cho phu nhân hay không? Tầm bậy. Trịnh Thái Y đi phủ Ung Dương thăm khám, đó là ân điển của hoàng thượng. Nếu như lão phu mời Trịnh Thái Y đến phủ này, trước tiên không nói ông ấy sẽ không đến. Nếu như ông ấy đến thật, lỡ như để truyền ra ngoài, giống như lão phu tự truyền Thái Y vậy, đây là vượt quyền tội lớn đó. Nhưng mà Trịnh Thái Y có biệt hiệu là phụ khoa thánh thủ của Thái Y viện. Phu nhân cũng đã vào tuổi trung niên, bây giờ còn đang mang thai, không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất thôi. Lão gia, có nên tìm biện pháp để Trịnh Thái Y đến bắt mạch cho phu nhân, để cho lão gia được yên tâm. Nghĩ cách đi. À, xem ra Trần Canh nhà chúng ta đã nghĩ được cách từ lâu rồi, đúng không? Lão gia, chuyện này rất là đơn giản. Lão gia lập tức sắp xếp cho phu nhân đi phủ Ung Dương, cứ nói là đến thỉnh an phúc tấn Ung Thân Dương thôi, vậy là được. Như vậy không phải gặp được Trịnh Thái Y rồi sao? Rồi sau đó? Sau khi gặp Trịnh Thái Y rồi thì không cần nói gì hết. Trịnh Thái Y nhìn thấy phu nhân cũng đã mang thai lớn như vậy, sẽ tiện tay bắt mạch cho phu nhân. Đây không phải thời cơ chín mùi hay sao chơ, phải không? Hay cho câu tiện tay trước. Hay, hôm nay lão gia sẽ nghe lời của ngươi. Chúng ta sẽ đến phủ Ung Dương ở sát bên nhà để mà thỉnh an phúc tấn. Nhanh lên, mau mời phu nhân tới đây. Dạ lão gia, tôi sẽ đi thu xếp liền. Chúc mừng phúc tấn, mạch tượng bình thường, có lẽ sau một canh giờ nữa sẽ chuẩn bị sinh. Trịnh Thái Y vất vả cho ông rồi. Phiền Trịnh Thái Y tọa trấn ở đây, phúc tấn và Dương gia nhà ta mới có thể an tâm được. Hoàng gia. Dạ. Đi lấy chút điểm tâm mang tới cho Trịnh. Dạ. Thái Y. Bẩm phúc tấn, Trần phu nhân bên nhà Trần Gác Lão đến thỉnh an. Trần phu nhân đến à? Mau mời vào đi. Dạ. Phúc tấn, thiếp thân đến thỉnh an phúc tấn. Mỹ lễ, cô cũng đang mang thai mà. Mau ngồi xuống đi. Dân. Phải rồi, Trịnh Thái Y, vị này là phu nhân nhà Trần Gác Lão, ông cũng bắt mạch cho cô ấy đi, coi thử là trai hay gái. À, phúc tấn đã nói như vậy, tất nhiên hạ quan sẽ tuân lệnh. Vậy mời Trần phu nhân hãy đến sơ trang cát ở kế bên để Trịnh Thái Y bắt mạch cho cô ấy. Dạ. Thiếp thân đa tạ phúc tấn. Phu nhân, sau nửa tháng nữa sẽ lâm bồn rồi. Vậy bào thai này là nam hay nữ? À, thiên kim chi hỷ, chúc mừng phu nhân là một tiểu thư thiên kim. Xác định là con gái sao? Không phải nhầm lẫn. Phu nhân, có lẽ đã nghe qua biệt danh của hạ quan ở Thái Y viện, phụ khoa thánh thủ, chẩn mạch phán đoán nam nữ, xưa nay chưa từng sai sót. À, Thái Y tha lỗi, ta chỉ là quá mong ngóng con trai thôi. À, tôi hiểu mà. Nếu bào thai này là con trai thì tốt biết mấy. Ờ, Trịnh Thái Y, ông đi dùng chút trà trước, tôi qua chỗ của Phúc Tấn để nói chuyện. Phu nhân xin chờ một chút. Ta muốn Phúc Tấn của lão tứ sinh hạ ra một đứa trẻ đã chết. Thái Y, có phải mạch tượng của ta có vấn đề gì không? 15 năm mới đổi một chiếc ngũ quan ngũ phẩm, bổn cung thấy ông có thể chấp chưởng Thái Y viện, thăng tiến ngũ quan nhị phẩm. Thái tử điện hạ quá khen, Trịnh Chi Đình cảm kích vạn phần. Bổn cung xưa nay chưa từng nói lời thừa, đợi đến khi bổn cung đăng cơ, lời hứa này có thể thành hiện thực rồi. Trịnh Thái Y, có phải thai nhi trong bụng ta gặp vấn đề gì hay không? Chuyện này
có chút vấn đề. Phu nhân à, Hạ Quan phải bắt Bạch chẩn đoán lại lần nữa. Dân. Ý của Thái tử Điện Hạ là bất luận thế nào cũng không được để Ung Thân Dương sinh được con trai. Nếu như sinh con gái thì cũng coi như hoàn thành giao phó của Thái tử rồi. Phu nhân, nửa tháng sau sợ là sẽ hơi khó sinh. Gì chứ? Khó sinh hả? Một khi phu nhân hồi hộp thở gấp sẽ nguy hiểm đến thai nhi. Vậy phải làm sao đây? Bây giờ ta đang cảm thấy hồi hộp thở gấp. À, đừng lo. Hạ Quan có thuốc an thai ở đây. Phu nhân uống vào, nếu sau một canh giờ nữa bình ổn được tâm khí thì có thể về phủ tịnh dưỡng. Được, vậy làm phiền thái y. Phu nhân, chỉ sợ bà có nghĩ nát óc mà cũng không ngờ được. Thuốc Trình Mẫu đưa cho bà là độc môn bí phương tổ truyền của nhà ta, thuốc dục sinh. Phu nhân, mời phu nhân ở đây nghỉ ngơi trong giây lát. Chút nữa Hạ Quan sẽ kiểm tra lại lần nữa. Được, đa tạ thái y. Ừ. Trịnh thái y à, các lão đại nhân, vất vả cho ông rồi. Phu nhân nhà ta mang thai con gái thật sao? Ừ, các lão đại nhân, mạch tượng của phu nhân không ổn định, Hạ Quan không dám nói bừa, đợi sinh rồi sẽ biết. Trịnh thái y này có vẻ kỳ lạ, vì sao nhìn thấy lão phu lại không nói phu nhân đang mang thai con gái? Có lẽ ông ta cũng biết lão phu đang ngóng trông một đứa con trai nên không muốn tạt một kéo nước lạnh. Trần phu nhân mạch tượng rối loạn, tim thai không ổn, sợ là không đợi tới nửa tháng sau sẽ lâm bồn. À, may nhờ có Trịnh thái y, hay là tới ngày Trần phu nhân. Bụng của tôi lại đau nữa rồi. Lần này còn đau dữ dội hơn lúc nãy. Trời ơi, dở nước ối rồi, sợ là sắp sinh rồi. Con trai của ta làm sao Phúc đây? Phúc Tấn yên tâm, Hạ Quan sẽ ở đây tiếp sinh giúp Phúc Tấn. Đau quá. Không xong rồi, Trần phu nhân ở phòng sát bên đột nhiên đau bụng dữ dội cũng đã dở ối rồi. Cô đi chăm sóc cho phu nhân trước đi, sau khi ta xong việc ở đây sẽ qua phòng bên đó. Trịnh thái y à? À, Phúc Tấn đã ăn uống được chưa? Đã bắt đầu ăn canh được rồi. Ừ. Đây là con gái của Ung Thân Dương, mau bế qua đó cho Ung Thân Dương và Phúc Tấn nhìn con đi. Tuy cậu được sinh ra trong gia đình đế vương, nhưng cậu chỉ có thể làm con trai của Trần Các Lão. Đây là số mệnh, hãy nhận mệnh đi. Sao rồi? Tiểu Dương gia chào đời rồi sao? Tiểu bảo bối của ta, ca bảo bối của ta. Dương gia, đó là cách khác. Ôi trời, phu nhân, lần này nàng vui rồi chứ? Sợ là người duy nhất chính là lão gia mà.
Cái này gọi là thiên tùy nhân nguyện, tâm tưởng sự thành. Nhưng mà chuyện này nói ra cũng buồn cười thật. Đường đường là Trịnh Thái Y phụ qua thánh thủ, nhưng lúc bắt mạch cho Tiếp lại nói là Tiếp sinh con gái. Trịnh Thái Y bắt mạch cho nàng xong, lúc ra khỏi cửa có nói chuyện với ta. Ông ta nói nàng tim thai không ổn, mạch tượng rối loạn, cho nên là ông ta không phân biệt được là trai hay là gái. Lão gia, như vậy có phải là cố ý phạm sai lầm không? Nếu nói ra thành trò cười cho mọi người đó. Tuyệt đối không được nói ra, không được nói với bất kỳ ai, có biết không? Lão gia sợ gì chứ? Ta cũng không biết, chỉ là trong lòng ta cảm giác bất ổn không yên. Vậy thì rốt cuộc lão gia là đang lo lắng điều gì? Nè, phu nhân tuyệt đối phải ghi nhớ. Nói tóm lại, chuyện Trịnh Chi Đình bắt mạch cho nàng phải giữ kín tuyệt đối, không được nói cho ai biết hết. Nàng phải luôn ghi nhớ, có biết không? Tiểu a ca của ta đâu? Tiểu a ca của ta đâu? Nó đầu thai đi đâu rồi hả? Tại sao lại như vậy? Hết rồi. Dương gia. Dương gia, người đừng giết nó mà. Tốt xấu gì nó cũng là con cháu của Ai Tần Giác La. Nếu Dương gia giết nó thật, ngày mai hoàng thượng hỏi Dương gia làm sao ăn nói với hoàng thượng đây. Dương gia. Nè, lão gia sinh được con trai sao trong phủ im ắng quá vậy? Mà báo cho tất cả biết, để hạ nhân đốt pháo ăn mừng, còn đốt tới trời sáng cho thật náo nhiệt. Tôi hỏi huynh hở, Trắc Phúc Tấn đã sinh cho Dương gia con trai hay con gái vậy? Đâu cần phải hỏi, dĩ nhiên là tiểu a ca rồi. Phu nhân nhà chúng tôi cũng sinh một tiểu công tử cho Trần Cát Lão. Chúc mừng. Tiểu a ca của mình đã chạy sang nhà họ, còn thiên kim của họ lại chạy sang nhà mình. Dương gia, người có tâm sự sao? Trắc phu nhân của Trần Cát Lão đã hạ sinh một thiên kim. Phủ Dương gia của chúng ta cũng đã sinh một tiểu a ca. Dương gia, đây đúng là một chuyện vui lớn. Tử Hương chúc mừng Dương gia. Đúng, đây là chuyện vui lớn, sao có thể im ắng như vậy chứ? Nè, ngươi đã chuẩn bị cho bắn pháo hoa chưa? Dạ, chuẩn bị rồi. Mau đi bắn đi. Dạ. Mau lên. Nếu như ông trời đã nhầm lẫn, thì ta sẽ tự đổi lại cho đúng. Lão gia, bà Mộc Lan Nạp của Dương phủ đến đây chúc mừng. Ta quên mất chuyện này. Chúng ta chưa phái người tới Ung Dương phủ để mà chúc mừng, trái lại để Dương gia phái người tới đây trước. Thất lễ, thật là thất lễ. Bà Mộc Lan Nạp của Dương gia nói chắc phúc tấn của Dương gia mới sanh tiểu tử đó lão gia. Phu nhân nói làm sao cho xem được? Hay là như vậy, người kêu vú nuôi bế tiểu công tử qua đó. Tiểu đầu tử, ngươi cũng đi theo. Hộ tống tiểu công tử bình an đi và bình an vô sự trở về, ngươi rõ chưa? Lão gia yên tâm, tiểu đầu tử làm việc luôn rất thận trọng mà. Ây dô, tiểu công tử thật là ngoan. Nhìn kìa, nó cũng biết được sắp tới Dương phủ mà cười rồi nè. Vú nuôi, bà bế tiểu công tử đi, đừng để bà Mộc Lan Nạp bị mệt, biết chưa? Dạ, để tôi bế cho. Để vú nuôi bế nha. Phu nhân, vậy chúng tôi đi đây. Lát nữa không biết Trác Phúc Tấn sẽ thưởng cho tiểu công tử cái gì đây. Phu nhân, lão gia đã sai nô tỳ đi theo đó. Được,
Vậy ngươi đi theo đi. Phu nhân, chúng tôi xin phép đi đây. Ừ, được. Được rồi, tới đây được rồi. Hãy đưa đứa nhỏ cho tôi. Con ngoan, ngoan ha. Ngoan ngoan. Nhà đầu Hương Cập Cập, đưa vú nuôi của Trần Phủ và tiểu nhà đầu này xuống bếp. Tiếp đãi cho thật tốt, lát nữa ta cũng xuống đó. Dạ. Quản gia Mộc Lăng Nạp, chúng ta về phủ. Đến đi. To gan đi mà. Trắc Phúc Tấn và Dương Gia mới sinh được tiểu công tử. Lão gia và phu nhân của các ngươi cũng đồng ý rồi. Ngươi làm sao vậy hả? Chẳng lẽ Ung Dương phủ của ta sẽ nấu chính công tử của nhà ngươi ăn hay sao? Nhà đầu của tướng ta thật là không biết phép tắc. Tiểu đầu tử, đừng làm vậy. Hãy được. Mau đưa đứa nhỏ đây, đưa đây. Để cô ta tự bế qua đây cho ta. Đi đi. Mau bế qua đó đi, nhanh lên. Đi đi. Hoàng gia, Trắc Phúc Tấn, đứa nhỏ đã được bế tới rồi. Đưa cho ta. Ôi, ngoan quá. Trắc Phúc Tấn, người xem, nó vừa nằm vào lòng Trắc Phúc Tấn thì đã ngủ thiếp đi. Phải rồi, đó vốn là của dương phụ chúng ta mà. Nào, dưới nuôi, nào, dưới nuôi, uống thêm nữa đi. Ăn cái này đi, uống đi, ăn thức ăn đi, ăn nhiều ăn nhiều vào, mau ăn nhiều vào nha. Nào, 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 mời dưới đây, đây, uống đi, rượu ngon lắm. Dưới nuôi, nào, xin mời, xin mời. Rượu ngon, rượu ngon lắm. Tôi chưa từng uống rượu hạnh qua thôn này đó. Dưới nuôi tẩu tẩu, bà Mộc Lan Nạp nói nếu hai người đã uống xong rồi thì có thể bế tiểu công tử về rồi đó. Đi đi, phải bế về từ lâu rồi. Được, đi được. Thôi vú nuôi. Được rồi. À, phải rồi. Đây là quà của Trác Phúc Tấn chúng tôi gửi cho đứa nhỏ, nhận lấy đi. Đâu thì thay tiểu công tử đa tạ Trác Phúc Tấn. Dạ, tử lượng của tiểu đậu tử cao thật. Rảnh thì sang đây chơi. Hai nhà giữ cách nhau một bức tường, đi qua đi lại rất tiện đó. Đại quản gia không cần tiễn nữa đâu. Xin mời. Vú nuôi à, vú nuôi, sao đứa nhỏ này lại khóc như vậy? Dạ. Ồ, tiểu công tử ta sao mà nhìn giống tiểu nha đầu vậy? Sao vậy? Có chuyện cô gì? Cô xem. Là họ đã đổi. Họ đã đổi tiểu công tử của phu nhân rồi kìa. Sinh được con trai sao có thể nghĩ ra cách lén đổi con trai của người khác như vậy? Hai người không thể ở lại kinh thành được nữa rồi, hãy rời khỏi kinh thành trong đêm nay. Nếu Trần Dương Long ta khiến hai người gặp phải bất trắc gì thì ta sẽ thấy có lỗi với người nhà của hai người. Hãy nghe lời của ta đi. Thank you.
sẽ không có sao đâu chú nuôi. Thái tử điện hạ, Phủ Ung Dương đang đốt pháo hoa chúc mừng Phúc Tấn dự sinh con. Trịnh Chi Đình không làm được trò trống gì, hắn tội đáng muôn chết. Ý của điện hạ là giết? Chỉ giết một người hay là không chừa một ai? Không chừa một ai. Nô tài tuân lệnh. Lục soát. Xui xẻo thật, không biết ăn trúng phải thứ gì. Cả đêm đi nhà xí ba lần, thật buồn cười. Trịnh mổ là thái y của thái y viện, nếu như đã truyền ra ngoài, thật là mất mặt. Tất cả đứng yên. Nói, Trịnh Chi Đình ở đâu? Mau lục soát, phải tìm được Trịnh Chi Đình. Dạ. Dương gia. Ừ. Tử Hư, có chuyện gì? Dương gia, tai mắt của Bần đạo ngoài cổng Trần phủ hồi báo, sáng hôm nay Lữ Lưu Lương đã đến gặp Trần Các Lão ở lại nửa canh giờ. Sau đó Trần Các Lão tiễn ông ta ra cửa rồi lên xe của Lữ Lưu Lương đến Lữ phủ. Còn gì nữa không? Còn nữa, Trần Các Lão đã uống say ở nhà Lữ Lưu Lương. Quản gia của Trần phủ đã cõng ông ta ra. Uống say sao? Uống say? Dương gia, có khi nào Trần Các Lão uống say nói ra hết không? Tử Hư, người lập tức tới nhà của Trần Các Lão, nói là những ai liên quan tới chuyện này đều không được sống sót. Tử Hư đã rõ, lập tức đi ngay. Cha, 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 cha. Họ đã bị giết rồi. Đừng kêu, nhỏ thôi. Thế nào rồi? Cả nhà tổng cộng 17 người đã diệt trừ 16 người. Người còn sót lại là ai? Chính là Trịnh Chi Đình. Phế vật! Nô tài đáng chết. Phái đội thị vệ của Đông Cung đi, nhất định phải tìm được Trịnh Chi Đình. Nô tài nhất định sẽ tìm được tung tích của Trịnh Chi Đình. Lẽ nào là trời muốn diệt vận nhân này? Không làm thì thôi, làm thì phải làm cho tới cùng. Thái tử Vận Dương quyết định chiến một trận sống còn. Trên đường Khang Hy hồi cung, đã cho người đặt thuốc nổ, mưu đồ giết cha xoán vị. Nghịch tử! Khang Hy thoát được một kiếp. Thái tử thu kêu này bài kêu khác, phục kích Khang Hy trong hẻm núi Dương Trường. Không ngờ tứ hoàng tử dựng chân phản công, khống chế được thái tử. Đừng nghe hắn nói, hắn chỉ giả đó. Dẫn đi. Tháng 9 năm Khang Hy thứ 51, Khang Hy rơi nước mắt phế thái tử, đầy nó vào lãnh cung. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế. Trương Định Ngọc, lui ra đi. Tuân chỉ. Trẫm muốn ngươi làm một việc. Tối hôm nay ngươi đi giám sát việc vận nhân tự sát. Nhị ca đã bị phế thành thường dân, nhi thần khẩn xin hòa mã ở Lượng Hải Hà. Ngươi dám kháng chỉ? Nhi thần khẩn xin. Đúng rồi, đừng nói nhiều nữa. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh chỉ, ta sẽ lập ngươi làm thái tử.
còn chưa tiếp chỉ. Quả mã, nhi thần đọc cho người nghe một bài thơ. Còn muốn đọc thơ à? Đứng lên rồi nói tiếp. Ta quả mã. Quả mã, dưa trồng trên vàng, trái chín sung túc, mới hái còn tốt, càng hái càng thưa, hái sao cho vừa, hái tận ôm dây. Hái sao cho vừa, hái tận ôm dây, hái tận ôm dây, hay lắm. Quan A Mã, nhị ca trước đây tuy đại nghịch bất đạo, nhưng dù sao huynh ấy cũng là huyết mạch của Quan A Mã, cũng làm thái tử hơn 30 mấy năm. Nếu như nhi thần huynh đệ tương tàn trở thành tiền lệ, sau này tất hậu quản khó lường. Khẩn xin Quan A Mã thu hồi mệnh lệnh. Dận chân à, người khoan dung độ lượng, nhân từ hòa ái, trẫm rất hài lòng. Hay là vậy đi, trẫm đồng ý. Ta Quả Mã. Trương Đình Ngọc, vào đây đi. Tuân lệnh. Hoàng thượng, nói đi, Ung Thân Vương không phải người ngoài. Hoàng thượng, chiếu thư phế truất thái tử đã thảo xong, chỉ còn thiếu tuyên bố người được chọn làm tân thái tử. Tân thái tử? Để trẫm suy nghĩ đã. Dạ. Người lui ra đi. Nhi thần cáo lui. Xin mời. Lâu rồi không gặp. Xin mời. Tự nhiên nha. Ông Dương gia, các vị đại thần, ha, hôm nay lão phu mời các vị đến là vì nhà tôi vừa sinh một tiểu thiên kim. Dạ xin mời. Lão phu muốn thể hiện lòng cảm tạ. Cạn. Có thánh chỉ đến. Vào trong đi. Xin mời, mời các vị dùng. Ung Thân Vương, người đừng có quên giao ước giữa chúng ta. Chuyện hôn ước giữa hai đứa con là Ung Thân Vương chính miệng nói. Hoàng gia không nói đùa. Được, cạn đi. Cạn. Cà lão, cà lão, ông không sao chứ? Chỉ cần Ung Thân Vương không sao, lão phu làm sao có chuyện gì được chứ? Trần canh, rót đây, rót đây. Mau đỡ lên đi. Đừng đỡ ta, ta không có say. Thánh chỉ tới. Ta không say. Hoàng thượng Khổng Dục truyền Trần Các Lão đến điện dưỡng tâm nghị sự. Lão gia, hoàng thượng truyền ông vào cung nghị sự kìa. Hoàng thượng truyền thần vào vào cung nghị sự sao? Đi, đi. Phải đó. Thần tuân chỉ. Ý? Hả? Tổng quản đại nhân, phải làm sao đây? Cứ khiêng vào cung là được rồi. Dạ. Các lão à, các lão, hoàng thượng tới rồi, hoàng thượng tới rồi. Thần khấu kiến hoàng thượng. Nguyên Long, ngươi bị làm sao vậy? Miệng bị sao vậy? Miệng á. Thank you.
中成